Rồi xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của cửa hàng Phú Hương.com ha. Đây là số điện thoại hotline bên em là 0967100003. Thì hôm nay là ngày mùng 4, là ngày tụi em khai trương ha. Khai trương khá là sớm tại vì xem ngày thì ngày hôm nay nó hợp tuổi với ngày tốt nên là khai trương luôn. Thì có hứa với anh em là khi nào mà khai trương bên em sẽ quay một cái clip sơ qua về những cái dòng máy, tại vì khi mà gần trước Tết đó là bên em có nhập về một cái lô máy rất là nhiều, bao gồm là máy cưa, máy bơm nước, rồi máy cắt cỏ đồ nhiều lắm. Nhưng mà nó ngay cận Tết rồi khoảng còn một tuần nữa là Tết rồi, nên là cái việc mà vận chuyển đồ này kia rất là khó ha, nên là nó chưa có giao được. Còn hôm nay là ngày mùng 4 là bên em khai trương, thì anh quay một cái clip này sơ thôi nha. Cái clip này nói chung là chỉ quay sơ thôi, tại vì bữa nay mùng 4 em khai trương chứ kia hở thầy đồ này kia nó cũng chưa làm nha. Thì em chỉ quay sơ thôi, thì chắc khoảng nếu mà anh em có lấy anh em đặt cọc á thì chắc khoảng là cũng khoảng bữa mùng 6 em mới có vào được nha. Đây, tại vì mùng 6 mấy cái công ty vận chuyển rồi bưu điện đồ này kia cái hàng quá nó đi nó trơn tru hơn ha. Còn đầu tiên khai trương thì em quay một cái clip khai trương đi, thì sẽ anh em mua trong cái video clip này, trong những cái máy mà em quay đây, thì tùy vô từng cái sản phẩm anh em có thể lựa chọn vô là một là em giảm giá trực tiếp so với cái giá em thông báo, hai nữa là em sẽ tặng cho anh em là nhớt hoặc là chữa hoặc là bảo lam ha. Và đặc biệt luôn là anh em nào mà lấy trong cái video clip mà em quay sơ này, lấy một cái con nào đó mà chuyển khoản hết cho bên em, tức là chuyển khoản trước 100%, thì sẽ được bên em bao phí vận chuyển luôn, tặng quà luôn, hoặc là giảm giá trực tiếp luôn, nói chung là ưu đãi đó ha. Đấy thì chúc anh em một cái năm mới gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc ha, cả năm sung túc. Rồi đây là mấy máy cưa nè ha, đây là mấy cái máy cưa. Máy này thì nói chung là sáng cúng khai trương nó lấy ra nổ tẹt tẹt đồ chơi cho nó có không khí thôi. Thì ở đây quay sơ qua cho anh em, thì ở đây có bốn con là siêu phẩm nè, anh em nào có lấy bốn con này siêu phẩm ha. Giá thì em chưa có công báo chi tiết cụ thể, anh em có hết cái con nào đó thì chụp hình lại trong cái video clip này, chụp hình lại đánh dấu lại một cái con nào đó, hoặc là cái mã số hiệu, ví dụ như Sinawa 393 nè, hoặc là Sinawa EA20305 nè, hoặc là Sinawa phiên bản shop 1036 nè, hoặc là Sinawa 394 nè, tức là mấy cái dòng Sinawa nồng đứng làm còn xuất sắc, máy lớn ha, máy nó khoảng 40 mấy 50 ly không đó. Rồi mấy con này thì nó khoảng 40 45cc đồ này kia đó, tức là máy lớn. Thì mấy con này thì giá nó khoảng từ 2 triệu rưỡi tới khoảng 3 triệu 2 3 triệu 3 ha, thì tùy máy. Thì anh em có lấy thì báo em. Đây là phiên bản Sinawa, phiên bản Eco nè anh em. Con này nhập về chơi lúc cận Tết á, rất là đẹp. Để hôm gài ăn Tết là bụi không à, chưa vệ sinh, thợ nó cũng chưa vô làm nữa. Bữa nay khai trương lại cúng gài rồi đó, coi về đi chơi tiếp chút xíu em cũng đi chơi tiếp luôn. em quay nhanh cho anh em coi thôi, tại vì nhiều anh em hổ quá. Nghe này là quay trước quay sơ thôi. Anh em nào lấy được cái con nào thì báo với em, thì khoảng mùng 6 em mới có giao được. Cứ hỏi đi nha, anh em cứ liên hệ với em đi, em báo giá đi được rồi em tính cái giá mềm cho. Ngay cái từ đây tới mùng 10 đi anh em nha. Anh em cứ mua máy này trong cái clip này từ đây tới mùng 10. Em không giảm giá trực tiếp thì em cũng tặng quà nha, hoặc là anh em nào có chuyển khoản trước thì em bao ship luôn. Bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi con này là Echo 351, con này chiều 8 nè nha. Đấy. Con này là cái con Doma nè, cái con mà anh em kiếm rất là nhiều nè nha. Con này made in Germany nè, trong mấy cái lô trước nó cũng có một con rồi đó anh em. Con này là nó khoảng 50 mấy cc đó, 52 cc á. Doma này là 10 con này 109 luôn anh em. Con này 109 made in Germany nè. Bữa hổm bán là con kia hình như là 105 mà. Con 105 hoặc 102 à. Con này 109 lớn hơn nữa. Lam nó là lớp nối luôn nè, đúng không? Con này thì có giá khoảng 2 triệu rưỡi đó nè. Sách Doman hoàng của Đức, anh em xài bữa hổm về được 2-3 con, anh em xài phản hồi rất là tốt. Rồi con này là cái con khủng bố nữa nè. Con này Echo Echo 501, con này VIP nha. Con này là 52cc đó. Con này thì giá nó giống như mấy cái lô trước, như khoảng 3 triệu đó ha. Anh em coi cái xích nó nè. Rồi cái xích gì nó dày thì cui luôn nè ha. Con Echo, con này máy lớn nè, con này với con này là máy lớn khoảng 50-52cc không đó nha anh em. Mà giá mềm lắm, nó khoảng 2 triệu rưỡi tới 3 triệu hai con này nè. Rồi con này thì VIP rồi, con này Sinawa 350. Con này thì máy tầm trung lớn chút xíu nhưng mà làm nó làm là tinh.
con này khoảng 4,2 triệu ha. Còn mấy cái con đó thì nó khoảng 2 triệu, từ 2 triệu rưỡi cho tới 3,2 triệu, 3,3 triệu đó. Rồi em quay sơ thôi ha, chừng nào rồi vô chi tiết đi. Anh em biết sao không? Không phải là em quay sơ sơ rồi anh em mua, vì anh em mới mua của anh em á không có biết đó. Không phải là em quay sơ rồi cái đặt cọc xong rồi giao là không phải đâu. Anh em mua hàng của em xong đó ha, là bên em sẽ quay chụp lại chi tiết, vệ sinh lại kỹ. Ví dụ như con này đi, con này bây giờ nó chưa vệ sinh nè, anh em chốt con này phải không, rồi hở nó vô phải không, em cho nó rửa lại, rửa cho sạch lại, rửa vệ sinh cái mà bình xăng con, rồi chế hòa khí, rồi lọc gió này kia cho sạch sẽ lại, rồi bắt đầu là nổ máy cho anh em coi. Rồi anh em muốn quay mở cái gì đó mà theo yêu cầu của anh em đó thì bên em sẽ giải quyết cho ha. Đó, như gì nè, nó vệ sinh là phải sạch sẽ. Con này là hai cái lọc gió luôn anh em ha, lọc gió cạnh với lại lọc gió chính luôn. Lọc gió chính nó nằm đây, rồi lọc gió phụ nó nằm đây, chạy biết chừng nào mà nó mới dơ cái lọc gió. Con này là hàng cao cấp nè, Sinowa nằm đứng 393, đó là hàng VIP luôn đó, là nó xài hai lọc gió luôn đó. Đó, rồi còn mấy con kia nữa, tức là anh em đặt cọc xong đó. Ở đây phiên bản Eco nha, turbo nè, con này thì xài cao cấp hơn nữa, nó xài cái công nghệ turbo lên, tức là công nghệ tăng áp, rồi công nghệ làm sạch, và có phiên bản Eco có nghĩa là chạy nó tiết kiệm xăng hơn những cái phiên bản bình thường ha. Hàng VIP không à, bốn con Sinowa này là hàng VIP. Rồi mấy cái con này là máy lớn nha, máy lớn, con này là máy tầm trung giá rẻ 1,8 triệu. Anh em mà xài gia đình đồ này kia muốn rẻ chi phí là xài con này, làm nó dày lắm nha. Rồi em quay sơ thôi, anh em nào có hỏi đi em báo giá hữu nghị cho. Ngày trưa em không có bán giá, không bán giá cao đâu, không có bán giá như bình thường đâu, giá là từ rẻ tới rất rẻ cho anh em luôn. Bình thường em đã bán rẻ rồi mà mua trong từ đây tới mùng 10 đặt cọc với bên em là em giao là từ giá rẻ tới rất rẻ luôn ha. Tại vì nói á để hôm nay nhiều anh em nói là em đăng lên rồi em đôn giá lên, có nhiều anh em á nghĩ là mình đôn giá lên rồi bắt đầu mới giảm giá xuống, không có đâu nha. Anh em cứ lấy một cái số lạ gọi cho em báo giá này, lấy một cái số lạ khác gọi cho em cũng báo giá y chang vậy, chứ không có làm ăn bậy bạ ha. Đấy, anh em lấy từ đây tới mùng 10 em bán giá là hữu nghị, rẻ rẻ nhất luôn, rẻ nhất trong năm. Trong năm là chỉ có đợt này mới rẻ thôi. Rồi em vô kho ha, cái kho này là của em, là kho những cái kho mà máy đã vệ sinh, đã kiểm tra đồ nổ rồi đó, có nghĩa là đã có thể ra thị trường được rồi đó. Còn cái kho mà máy mới mua về mà chưa làm nổ á thì có một cái kho riêng nữa. Còn cái kho này của em là kho ngay tại tiệm luôn, là kho những cái máy mà có thể giao bán được cho khách luôn ha. Rồi ở đây tiếp tục cũng là cưa nó nè, con này là Echo nằm đứng, này là Echo 361. Mấy con này thì chưa gắn lam vô, lam nó cũng rất là dài. Con này Makita cũng chưa gắn lam, lọc xích nó đây nè. Con này rất là đẹp, con này tay cục nha, Makita tay cục. Lam của nó hình như là cũng khoảng 4 tắc, cái lam của nó hình như còn chữ Makita đẹp lắm. Con này là 401, Echo 401 đó. Con này là Echo 401, con này cái công tắc nó hư ở đây nha nè. Ở đây công tắc, đáng lẽ ở đây công tắc đâu rồi. Nói chung là công tắc nó nằm đây nè, zin nó nằm đây nè, nhưng mà cái công tắc của nó về bị hư rồi. Đây em chế vô một cái công tắc ở đây. Công tắc này là cũng là công tắc zin tháo máy nha, chứ không phải công tắc lô. Đây là Echo 401 thì dung tích của nó khoảng 42cc. Đó, máy rất là đẹp luôn, chưa có gắn làm xích, làm nó khá là dài. Rồi bơm đi ha, tới bơm nước đi ha. Đây là một cái con mà siêu phẩm trong cái lô bơm nước. Con này là Magu, rồi con này là mới khoảng 99% luôn. Đây anh em coi, mới mua về nha, chưa có vệ sinh kỹ nè, mấy cái bô đồ này kia nó còn dính nhớt đồ, chưa vệ sinh lại kỹ lên. Mà đây nè, cho anh em coi cái độ mới của nó, cái tem của nó còn nè. Con này theo em đánh giá là khoảng 99% nha. Con này thì trên dưới khoảng 2 triệu cho tới 2,5 triệu anh nha anh em. Anh em mua đi để em coi lại cái giá mua vô coi nhiêu rồi em báo lại. Nhưng mà em theo nhớ bữa hôm em mua anh lại mua lại mua trước Tết rồi, ăn Tết vô rồi, nhiều khi không có nhớ giá chính xác. Báo giá tầm bậy, một là cao quá, hai là hấp quá thì nó cũng lỗ, đường nào cũng chết. Thì cái này anh em nào có lấy thì để em coi giá lại. Nhưng mà giá của em theo em nhớ mua đó thì giá em có thể bán ra giao được cho anh em với cái con máy mà xuất sắc như thế này thì nó khoảng từ 2 triệu cho tới là 2,3 triệu, 2,4 triệu nha. Vậy để em coi lại, rồi nói chung là cái clip này em quay sơ thôi để anh em coi lựa cái máy thôi. Rồi nếu mà anh em tới lúc mà em quay lên mà không anh em nào mua đó, thì tới lúc mà vô làm lại đó, khoảng mùng 7, mùng 8 rồi làm lại đó, thì bên em đương nhiên sẽ có cái clip chi tiết hơn như là những cái video clip trước.
ghi giá trực tiếp lên rồi tắt máy đồ này kia cho anh em coi. Còn này mới quay sơ thôi thì em báo giá là khoảng 2 triệu cho tới 2 triệu 3 đi nha. Đấy, còn xuất sắc đẹp 99% luôn. Rồi, kế tiếp là máy bơm thì lô này về nhiều lắm nha anh em. Giá rẻ nhất là từ 900 ngàn cho tới khoảng 2 triệu rưỡi. Nói chung là, để coi, đúng rồi, bơm nước là khoảng từ 900 ngàn cho tới 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi là cao nhất luôn ha, không hơn nữa. Đấy, giống như cái con Shindawa này đây, chưa vệ sinh nè, con này là chạy khủng bố lắm. Shindawa là dòng chạy cực kỳ. Con này thì nó khoảng 1 triệu 3, 1 triệu 4 ha. Còn con này là 4 thì nha. Con này là Rubin EO25 máy điện Japan ha. Đó. Đây, con này là con này 2 triệu rưỡi nè, tại vì nó là 4 thì nè, máy điện Japan. Con này thì 2 triệu rưỡi, con này là đắt nhất tại vì nó là 4 thì ha. Đây, thông số chỉ có trong lô này, chỉ có con này là 4 thì, còn đẹp nhất là cái con Maru đằng đó ha. Ở đây là con cánh bướm, con này là Rubin cánh bướm, con này là cái nòng nó tới 42-43 ly lận, chạy là vô địch luôn. Con này giá cũng rẻ, nó khoảng 1 triệu 4 ha. Chưa vệ sinh nha anh em nha, em quay sơ cho anh em coi thôi. Rồi tiếp tục đây là cưa nữa nè, đây 351 thì 1 triệu 8 nè ha. Còn máy này là bơm nước nha nha, này máy phát điện, này Shindawa G900 máy phát điện. Con này là cưa nữa nè, nhiều lắm, tại vì qua Tết rồi bây giờ soạn ra mà làm hả. Bữa nay mà soạn ra mà ghi giá đồ này kia mà quay clip được cho anh em chắc tới 12 giờ khuya chứ không phải chơi đâu. À, con này thì cũng mềm, con này khoảng 2 triệu rưỡi ha. Đây là Optin. Optin lô này nó rẻ hơn nha. Optin này nó khoảng 1 triệu ngoài à. 1 triệu 7, 1 triệu 8 con à. Optin 009, 002. Đợt này cái mấy cái lô này rẻ. Đây cánh bướm nữa nè. Rubin cánh bướm bình xăng zin luôn nè. Ha, hai cái dây đai cũng mới chát luôn. Tem luôn nè. Tokyo Japan. Mới chát luôn nè. Chưa vệ sinh nha, nhưng mà rất là đẹp nha. Còn mấy cái đầu này là anh em biết gì không, anh em nào có lấy thì em giao luôn 650 ngàn. Mấy cái đầu này là đầu Trung Quốc nha, lưu ý ha. Đây này, mấy cái đầu máy Trung Quốc nhưng mà đầu mới nha, đầu mới. Anh em có mua về chế xe hay làm gì đó thì em bán cho. Cái này á, là trong cái bình xịt, trong cái máy bình xịt của Trung Quốc thì thường là bên em về tháo đầu ra bỏ, gắn mấy cái đầu Nhật vô cho anh em phun thuốc cho anh em xài cho lấy tiết kiệm xăng nha, cho nó bền. Còn mấy đầu Trung Quốc này em mua về gắn vô các cỏ cũng được, mua cái láp vô vài trăm ngàn gắn vô các cỏ Trung Quốc hoặc là chế xe đồ này kia đó nha. Thì ở đây còn được mấy đầu ta, 3 đầu nha, 650 ngàn. Anh em nào lấy hết ba đầu giao 600 luôn cũng chơi luôn nha. Còn lẻ hay 650 chưa xếp nha anh em, giá em báo là giá tại tiệm á. Tôi xếp đi tùy gần xa anh tính vô nha. Ở đây các cỏ nha, ở đây có 4 thì Honda. Honda này gì đây, GS35. Thằng này là này Maru ha, này Maru Mitsubishi TU26 nè, anh em nào bữa hổm kiếm nè, chưa vệ sinh nha nhưng mà lốc rất là đẹp. Maru nữa nè, còn Maru này đẹp long lanh luôn, Maru vàng, con này đẹp lắm. Ở đây là Komatsu cũng xuất sắc luôn đó. Hàng chắc lừ à. Đây có hai con Maru nè, Maru này ở trên đây còn có giá nè, 850 ha. Ở đây là tâm rời luôn nè, Mitsubishi tâm rời lắp cái con Maru này đẹp nè, anh em coi nè, coi góc nè. Còn nằm trong đống này mới có làm nổ vệ sinh sơ sơ thôi đó, cho anh em lấy là còn gắn vô nữa, chưa có cái di động chưa gắn vô nữa nè, anh em thấy không, mà con ốc nó đẹp tới gì nè, cái chân đế của nó nè. Nè anh em coi cái máy xài ít nhiều ít nhìn là biết nè, đẹp tới mức độ gì đó, con Maru nè đó, ghê chưa. Rồi đây là con Shindawa giống ngoài kia nữa, nhưng mà em khoái cái con Shindawa này đó. Đây, con này với con này em khoái cái là cái tem nó nhìn đẹp. Chứ cái máy nó cũng giống bên đây nè. Hai con này dây gan nè, thôi xách lại gần đi. Đó, hai con này trang nhau à. Đó, nhưng mà máy nó đẹp, với lại bình xăng con này có phi có vẻ như nó lớn hơn ha. Đó, Shindawa. Bơm, con này nó còn được cái găng dặn zin của nó nè. Còn đây thì nó xài giống như là bên Việt Nam mình nó xài cái ống nhựa cứng, em thích cái này hơn. Cái này giống như củ dê nó bóp nó dễ hơn ha. Đó. Ở đây cưa nữa nè. Đây là một con nằm đứng Shingu 3310 Shingu. Con này cũng mềm nha. Con này khoảng 2 triệu. Rồi, mấy con này khoảng 900 ngàn. Đó. Anh em nào lấy bơm lấy nha. Rubin khoảng 900 ngàn. Chưa vệ sinh nha.
này nữa nè, xuất sắc. Bình xăng zin mà nó trắng tươi ha, trắng như bông bưởi vậy. Đang quay ở trong kho đó nè, điều kiện thiếu ánh sáng đó, chứ đem ra ngoài dữ hơn nữa. Đây con này dữ nữa nè, Mitsu T130 Mitsubishi á. Rồi khủng bố nữa nè, Mitsu T170 dữ hơn nữa đó. Anh em có mua con nào thì cứ nói với em cái con nó đi rồi em cho nó vệ sinh rồi chụp hình đồ này kia cho anh em coi kỹ hơn nha. Này là Robin quá nữa. Robin nè đó, con này thì nó khoảng 1,1 triệu nha. Con này mắc hơn hang này nha, 900. Cái con này là cực kỳ dễ chơi luôn, 900 đó. Đây cánh bướm, đựng con cánh bướm này nữa nè đó. Đây nha. Còn một lô phát điện đó. Đây có con Jetmoon nữa nè. Jetmoon này là máy phát điện inverter. Nó con này là nhà heo à. Con này nó một ký điện nha anh em. Con này nó mới gần như mới chát vậy đó, 99%. Con này giá nó hơi chát. Con này nó khoảng 5 triệu một máy lần. Nhưng mà cái con này Jetmoon này á, thì nó xuất xứ của nó là Trung Quốc nha. Nhưng mà tại vì em đi mua, em đi Sài Gòn mua thấy đẹp quá thôi mua luôn. Bán được để xài cũng vậy ha. Nó một ký điện nó xài inverter 5 triệu so với những này mình đi mua mấy cái máy mà ví dụ Honda mà inverter mà cùng công suất cùng cái này thì nó cũng khoảng là 27 tới 30 triệu á, cùng công suất. Con này xài khá là bền tại vì nó xài bo, nó có cái thông minh lắm. Nó xài cái gạch cảnh báo rồi overlock, oil alert đồ này kia đầy đủ nha. Con này 5 triệu. Nhưng mà lưu ý xuất xứ của nó Trung Quốc nha anh em. Nó sản xuất năm 2016 ha, con này sản xuất năm 2016. Còn mới khoảng 99% luôn. Còn đây cái đầu máy. Đầu này tên là 43. Đầu máy này thì mắc bình xăng con rồi. Nè anh em lấy thì gắn cái bình xăng con vô chắc quốc thôi. Cái lốc còn rất là đẹp. Con này cũng rẻ, con này anh em nào lấy thì giao 850 nha. Nha. Rồi, quay sơ cho anh em ha. Còn mấy bơm nước này thì nó khoảng 2,5 triệu ha. Nó xài phi 60. Ở đây là tỉa cành, có một cái con tỉa cành rất là dài luôn. Con tỉa cành này dài gần cả mét đó. Nhớ còn con tỉa cành nó đâu tiêu như bán rồi. Giờ còn có con à. Con này TF24. Rồi quay sơ cho anh em coi. Còn đây là máy phát điện nha. Máy này thì chưa mới làm mẫu và chưa vệ sinh mà bỏ cũng lâu không có thời gian làm. Nó ra 24V anh em. Nè, 24V. 250W, 3800 vòng. Nó xài dây Curo nha. Nè, đây nó ra điện nè. Ra mấy cái cổng điện của nó nè. Cổng chui nè. Nó xài dây Curo, nó kéo cái dynamo bên đây nè. Nên là nếu mà anh em có cái nhu cầu mà mua chế đồ này kia đó thì có thể là về mình tháo cái này ra mình xài dây Curo của nó để xài cái động cơ đó nha. Ở đây cũng là một cái máy phát điện nữa nè. Con này rẻ, con này 1,2 triệu ha. Còn mấy cái máy này thì nó khoảng 2 triệu một con. Bên em bao vệ sinh, bao làm nổ rồi ra điện cho anh em luôn nha ha. Còn đây là mấy máy rác ha. Quay luôn, sẵn quay cái kho cho anh em coi luôn. Cái này máy rác phụ tùng được thôi nha, phụ tùng. Cái này là cái bơm. Cái bơm này thì còn hoạt động tốt nhưng mà cái phút đồ này kia nó hơi yếu. Nó đạt khoảng 80%. Còn anh em nào lấy mà mua về 2 phút thì em giao luôn. Nguyên cái không lê này khoảng 1,5 triệu. Anh em nào có lấy thì giao. Nó dẫn bơm rửa xe bình thường nha. Nhưng mà cái độ mạnh của nó không có mạnh. Nó chỉ khoảng là 80% so với cái bình thường của nó thôi. Tại vì cái phút của nó mòn. Giờ em 2 phút rồi ha. Em chưa có thời gian em làm. Anh em nào lấy em giao luôn. Nguyên không lê vậy đó. Vừa bơm vừa ấy luôn. 1,5 triệu à. Ha. Đang nghĩa đẹp đó. Ở đây phụ tùng. Tụi tùng em thì nhiều lắm. Anh em nào có mua mà kiếm IC đồ này kia thì cứ kiếm em. Em có dài bao IC. Ở đây là bình xăng con. Đây là cái bình xăng con nha. Đấy, còn đây là bình xăng. Tụi tùng anh em nào có mua mà bị lủng bình xăng đồ này kia đó thì kiếm. Hai, ở đây là chụp giật nha. Rồi. Đây là nhớt. Anh em nào có mua trong đợt này bên em sẽ tặng em những cái loại nhớt này nè. Nó xài nó rất là dễ pha, dễ sử dụng so với những cái loại nhớt mà 1 lít.
tại vì một bình về mình xách mình di chuyển này là kia nó cũng dễ ha. Rồi rồi đây là chỉ quay sơ sơ thôi ha, đó cho anh em coi vậy đó, mà cũng 20 phút nữa phải chơi đâu. Rồi chúc anh em năm mới phát tài nha. Rồi em quay vậy rồi đó, còn anh em có nhu cầu gì đó cứ liên hệ em. Rồi còn con sim đây qua này thì 3,5 triệu, cũng là xe bo nữa, nó 900W chạy cách âm siêu siêu tốt luôn, nó máy phát điện nha. Ha. Rồi chào anh em ha, video em kết thúc tại đây. Quay này xong chắc đăng lên xong rồi đi nhậu tiếp quá. Giờ mới mùng 4 rồi. Còn Tết rồi quay luôn nha. Rồi chào anh em. Anh em nào chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh bên em nha. Ha. Để coi chơi thôi, chừng nào có nhu cầu thì mua, chứ không phải là lúc nào đấm đăng ký kênh cũng mua đâu. Mình cứ coi, chừng nào ưng được mắt cái con máy nào đó thì mình mua. Rồi chào anh em ha.